Chào mừng các bạn đến với báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế, ITA. ITA đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi đã luôn cam kết cung cấp những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Trong 5 năm gần đây, ITA đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thiết yếu dùng trong gia đình. Những sản phẩm nổi bật của chúng tôi bao gồm rượu gạo truyền thống, nước mắm hữu cơ truyền thống, gạo ST25 hữu cơ và nước tẩy rửa gia đình hữu cơ. Chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp một số khó khăn ban đầu trong việc xác định và tìm kiếm khách hàng, ITA đã dần ổn định và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Mảng lúa chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất với 73,87%. Đây là mảng kinh doanh chủ lực của công ty và chúng tôi đã có những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường cho sản phẩm lúa. Rượu đất cảng, một sản phẩm đặc trưng của chúng tôi, đóng góp 15,7% vào doanh thu. Chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng những chai rượu đậm đà hương vị truyền thống. Nước mắm hữu cơ truyền thống, với công thức gia truyền và nguyên liệu hữu cơ, đã chiếm 6,46% doanh thu. Sản phẩm này ngày càng được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng. Gạo ST25 hữu cơ, mặc dù mới ra mắt thị trường, đã chiếm 1,66% doanh thu. Chúng tôi tin rằng với chất lượng vượt trội, gạo ST25 sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Hoạt động cho thuê máy móc và nhà xưởng chiếm 2,31% doanh thu, giúp tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng và tạo thêm nguồn thu ổn định cho công ty. Ngày 14 tháng 6, ITA đã ra mắt bộ sản phẩm mới Itan Bio, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hóa mỹ phẩm. Bộ sản phẩm nước tẩy rửa Itan Bio không chỉ nâng cao chất lượng vệ sinh gia đình mà còn thân thiện với môi trường, được sản xuất từ các thành phần hữu cơ. Với những ưu điểm vượt trội, Itan Bio hứa hẹn sẽ mang lại sự hài lòng tối đa cho người tiêu dùng. Sự kiện ra mắt sản phẩm Itan Bio đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ phía khách hàng và đối tác. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và cam kết sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm hữu cơ khác trong tương lai. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ITA đã tiếp nhận thêm 2 nhân sự mới cho phòng kinh doanh nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, công ty đã tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa trong nửa đầu năm, bao gồm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Đây là dịp để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua và cùng nhau hướng tới tương lai. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, công ty đã gửi những món quà tri ân tới khách hàng và đối tác, thể hiện sự cảm ơn sâu sắc và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững. Đặc biệt, chúng tôi đã tổ chức một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tới Hòa Bình và Mộc Châu để tri ân các cán bộ nhân viên, tạo điều kiện để mọi người thư giãn và gắn kết. Phòng kinh doanh của chúng tôi cũng đã tổ chức chuỗi hoạt động bán hàng tại nhiều tỉnh thành, thúc đẩy doanh thu bán hàng tăng mạnh và tạo ra nhiều cơ hội giao lưu, kết nối với khách hàng. Trong nửa đầu năm 2024, ITA đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường với các sản phẩm chất lượng cao và được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Chúng tôi đã đầu tư vào các chiến dịch marketing hiệu quả, cải thiện quy trình sản xuất và mở rộng mạng lưới phân phối. Những nỗ lực này đã giúp công ty gia tăng doanh thu và đạt được lợi nhuận ổn định. Dù vẫn còn một số thách thức cần vượt qua, nhưng với sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi tin rằng ITA sẽ tiếp tục phát triển bền vững. Nhìn lại 6 tháng đầu năm, chúng tôi tự hào về những gì đã đạt được và sẽ tiếp tục phát huy để mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông và khách hàng. Trong nửa cuối năm 2024, ITA sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Chúng tôi cam kết đưa ra những sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua mong đợi của khách hàng. Công ty cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động marketing và tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định trong tương lai. Chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến, đổi mới để giữ vững vị thế trên thị trường và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng cũng như cổ đông. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy sự phát triển và ổn định của ITA trong bối cảnh thị trường cạnh tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và đổi mới để đạt được những mục tiêu đề ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh của ITA. Hẹn gặp lại các bạn trong những báo cáo tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tốt lành.